Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những phần thi rất thú vị trong những số phát sóng vừa qua. Tại sao chúng tôi phải tin anh? Mời anh Akida Phan. Ban đầu Aki bóc là Aki bóc được là người truy tìm, nên bởi vì Aki mới muốn biết được là dữ liệu để mình thắng và đọc đội Aki lúc nào cũng ra. Aki cũng cho anh em để biết cái ấy để đội mình thắng. Mấu chốt để cuối cùng để Aki khẳng định nữa, khi chơi trò chơi tại sao anh Tài anh lại làm hết đổ hết những cái trái banh trong khi đội mình ai cũng cố gắng hết đó, mà anh Tài giống như anh phá game. Cảnh không muốn đội mình biết được, anh né được cái một phía là bốn người rồi. Bây giờ nếu như mà mọi người nói đúng vậy, anh tin mọi người thì anh sẽ khẳng định anh bình chọn. Bây giờ cho Tài nói. Cho Tài nói. Mời anh Tài. Nha, Tài sẽ không biện luận nữa. Mọi người hãy đảo chiều sang về Aki đi, tại vì Aki luôn tìm ra dữ liệu là tại vì sao? Tại vì á Aki biết cái dữ liệu nó như thế nào để Aki chói bỏ mình là một thẻ ăn giặt. Đến bây giờ ấy, em loại hết tất cả và một người duy nhất theo tất cả các gợi ý là chỉ có Nhi. Lúc đầu Nhi đã lôi kéo em nói là cho em vô đi, nhưng mà Nhi không cho vô luôn, Nhi cho Nhung vô. Đó, xong rồi cái tất cả các dữ liệu là bây giờ là em chỉ có nghĩ là Nhi thôi. Em ý kiến được không? Ý kiến này. Lúc nãy em nói với anh, với mọi người là bên đội của anh đang chơi Bùng Minh, nhưng mà em không có nói là Thảo Nhi. Em tin Thảo Nhi. Chỉ còn hai người còn lại, áo xanh lá cây hoặc là xanh dương. Không hề, trời ơi Mia ơi, loại hết rồi đó. Em mới vừa suy nghĩ ra một cái này nha. Tại sao không phải là anh Linh Ly? Chị cũng đang nói. Không, nhưng mà em không nghĩ là anh Linh Ly là phải luôn. Em tức quá, nhưng mà không phải là em. Em lừa Linh từ đầu tới cuối, trời ơi. Nãy giờ em thấy Linh Ly diễn giả, em tức cái lồng ngực em quá. Tức cái lồng ngực quá đúng không? Anh là một thầy ẩn danh. Từ đầu tới cái vòng thứ ba anh vẫn rất là bình thường. Tới cái vòng này anh dậy nảy lên, anh đi kia nọ. Không phải không. Em phải hiểu là khi mà Linh đã qua tất cả các dữ liệu, mình đã loại hết tất cả và chỉ còn duy nhất một người. Còn okay, Linh với cả Nhi là đó. Không được đưa. Vừa nãy Linh đã nói là đúng ok rồi. Đưa Linh vào cũng được, nhưng mà Nhi không đưa. Tức là Nhi đã lấy lòng tin của Linh từ đầu tới cuối không luôn. Không phải, vậy sao Nhi không phải là được cái cuối cùng. Tôi xin có một ý kiến nhỏ này. Nếu như các bạn ai cũng đổi thừa là các bạn không phải là bậc thầy ẩn danh, vậy các bạn quên luôn cái cục các bạn đang cầm hồi lúc đầu mình đưa hả? Đúng không? Nếu mà cái vụ mà quên đi chức vụ là cái vụ này căng lắm đó nha. Vậy là các bạn đang nói dối.